Rồi em xin kính chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục chiều hôm nay em về được hai đôi loa. Thì chiều hôm nay chủ nhật em về được hai đôi loa. Trước mặt anh em đó là một đôi loa JBL dòng kiểm âm khá là chất, là 4429 4429 monitor anh em nhé. Bao quay đôi này cực đẹp, full đồng shop, và con này được sản xuất tại Mexico anh em nhé, không phải hàng China. Đấy, nào ra cái đấy. Trùng đôi trùng cặp, và đó là gọi là series, thì series trùng, series thùng hết. Đôi này thì tuyệt đẹp, độ mới lên đến gần như là 99% anh em nhé, cực đẹp luôn. Các trạm trước còn rất mới nha. Nói chung đôi này nó mới quá nên em không có biết cái chỗ nào mà để trừ cho anh em, nên em không có cần quay quay những cái đó. Chỉ giới thiệu tổng thể cho anh em về đôi loa. Em thấy là sở hữu ba đường tiếng nhá. Bass mid tep, bass 30 cm. Con này là phiên bản sau nữa, so với 428 thì tiếng sẽ mày cho tiếng trung nó rất là hay. Đây có hai vi tinh chỉnh phía dưới anh em nhé, studio monitor rất đẹp. Đây, thùng shop anh em nhé, đó long lanh, rồi tuyệt vời luôn. Đây rồi, đẹp, không có điểm trừ, nói chung là em hết biết điểm trừ cho anh em rồi. Và cái mức giá của những cái cặp này bây giờ nó cũng nó thuộc hạng khan hiếm rồi, nó cũng hơi tăng, nó dòng đời mới, nó ít có thị trường. Hiện tại đôi 4429 studio monitor này đang bán tại shop em cho anh em với cái mức giá là 74 triệu và giá là bao ship cho anh em nha. Lưu ý giá là bao ship nha. Đấy, anh em nào yêu thì phone ngay em chơi, hàng rất là hiếm luôn, gọi là cực hiếm, lâu lắm rồi nó có được một đôi. 4428 thì nhiều, mà 4429 thì rất là ít. Để có một đôi thùng shop và đẹp long lanh như thế này thì phải gọi là quá hiếm cho anh em chơi. Giá trị sưu tầm từ ngoại hình đến chất âm, con này khá đẹp luôn, long lanh anh em nha. Mở luôn cái cần này cho anh em xem. Đấy, con này còn quá mới. Anh em thấy cái guarantee của cái mặt này là còn nguyên chưa lọt luôn nha, guarantee này anh em nha. Đó, rất đẹp. Đấy, không có điểm trừ luôn nè. Rồi, với cái mức giá 74 triệu thì anh em nào yêu thì phone ngay cho em nha, rất đẹp, không có gì để bàn. Rồi, và cặp loa thứ hai hôm nay em về đó là cặp tai noi Mercury M3. Thì cách đây cũng 5 tháng rồi em có về một đôi, thì hôm nay tiếp tục lại về được một đôi em nữa anh em nhé, hàng Nhật về. Dòng này được sản xuất tại Anh Quốc nha, made in the UK. Loa thì đẹp hết rồi, rin 100%, gân cao su rin anh em nhé. Con này mắc cái thung ri nha, đó màu seri anh em nha, nó rất đẹp. Thì mẫu này nó là một cái, anh em đang nhớ là một cái dạng M3, nữa là nó chỉ có thân thùng nó có tới đây thôi, nó giống như bút sao vậy. Nhưng mà con Mercury M3 này nó sẽ nâng cấp lên cái thân thùng cao dài để tạo cho ra tiếng bass sâu và mềm hơn. Đấy, thì đôi này hôm nay em về rẻ hơn đôi trước một chút, thì em vẫn bán giá rẻ hơn. Thì đôi kỳ trước em bán là 9,5 triệu, thì hôm nay đôi này về bán cho anh em với mức giá là 9 triệu đồng và giá là bao ship cho anh em, tặng kèm 5 mét dây lo của Đức nha, cặp tai noi. Anh em mà bỏ trong phòng nghe không cần chân loa, nghe mềm nhẹ ngọt. Đấy, hôm nay thì em về được hai đôi thôi, có hai đôi, và em xin nhắc lại giá để anh em cân đối tài chính và phone ngay cho em. Đôi tai đôi Mercury M3 có mức giá là 9 triệu đồng, và đôi JBL 4429 studio monitor full thùng shop đẹp long lanh, có mức giá là 74 triệu và giá là bao ship anh em nha. Nếu anh em chuyển khoản đủ cho em. Đấy, còn anh em nào muốn ship cọt thì cứ chuyển 20% giá trị sản phẩm và em không bao ship cho ship cọt thôi. Anh em nha. Dạ, xin cảm ơn em rất nhiều.